Chào cả nhà đã đến với kênh của Út Nẻo nha. Hôm nay thì dì Sáu Lụa thu hoạch sầu riêng nha cả nhà. Hai mẹ con Út Nẻo đi xuống phụ Sáu Lụa rinh sầu riêng, xách sầu riêng ra ngoài xe để lên cân bán nha cả nhà. Bây giờ sẽ phụ Sáu xách sầu riêng thôi Đăng ơi. Mời cả nhà xem cho vui nha. Nếu cả nhà có thích video này của hai mẹ con Út Nẻo thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho gia đình Út Nẻo nha. Bật chuông thông báo nha cả nhà. Nè Đăng, xách xuống dưới nè. Đăng cũng phụ xách sầu riêng luôn nha cả nhà. Rồi bỏ lên xe. Đó, xe rồi đó. Rồi bỏ lên xe thôi. Xe máy tầm. Có mấy trái nhỏ nhỏ xinh xinh, bữa nay cắt là dắt giường luôn nha cả nhà. Bao bao hai trái này rất bự. Bây giờ mẹ sẽ đẩy sầu riêng ra ngoài để bán nha cả nhà. Xe rồi táo mẹ nẻo như đang đẩy ra. Xe rồi táo chấm ra xe lùa chắc cho đầy xe rồ nha cả nhà. Đầy xe rồ mới được trả ra ngoài. Đúng rồi. Đó là lôi băng ra luôn nha. Dạ. Ở thế là lôi băng ra luôn. Bạn mấy cái niêm ra luôn. Dạ sao. Bắt chế niêm rồi ra luôn nha. Dạ. Bắt hai tay đi á. Đi ra rồi đi ra luôn á. Bỏ mà lại mà tự do á. Rồi bây giờ mở ra đi ra đi. Để mà thấy đây đang phụ mẹ đây. Rồi bây giờ mình đi trước để xách sầu riêng xuống xe rồi phụ Đăng ơi. À đây là trứng ốc á Đăng. Đang thấy trứng ốc bu vàng này cả nhà. Đang đế tay em nha. Mẹ mới cho con một cái nha. Thôi nghỉ đi. Nghỉ đi đi. Đây bãi đẹp rồi. Bãi đẹp, bãi đẹp cũng đi phụ Sáu lụa thu hoạch sầu riêng nha cả nhà. Luôn luôn bên xe này nghe anh ba. Bên này hả? Dạ, còn bên xe. Để ngay đầu xe có cái gì. Đây hôm nay có mấy anh chị ở dưới thành phố về mua sầu riêng, đang lựa sầu riêng nha cả nhà. Nhìn rất là đông vui luôn nha. Quay cò nhiều ghê nha. Quay anh Năm nè. Cò nhiều ghê. Mọi người nhớ đăng ký kênh. Đăng ký kênh. Thông báo. Và thông báo kênh Út Nẻo Family nha cả nhà. Mới cưới hồi qua nè. Đây nè. Mới cưới hồi qua đó. Mới cưới hồi qua đó. Thế là ôi chế này nè. Anh Hùng, để đâu anh Hùng, để đây nha. Hả? Để đây anh Hùng. Thôi em cứ để bên đó. Đây Nam Cảnh thôi, xe lụa đây. Xúc đi không có, anh xúc đi không có, anh không phải mua ngoài chợ đâu. Nó lái nó mua là nó xúc đi không á. Nó xúc ngang hết rồi.
Mình thấy được. 7 giờ tối không Liễu? Khoan để đi. Mình thấy được. Sao yên đâu ơi, từ từ. Sao mình thấy cái đường này kìa. Tới có hoặc mai có. Từ từ đừng có nói chuyện, đừng để tôi quay cho riêng coi. Quay phải nói à, lên giới thiệu lên vừa sầu riêng dính cây nha cả nhà. Đây là vườn sầu riêng của Bảy. Bảy đang nè. Bảy đang làm. Sáu độ. Bảy làm sưng tố gì tán lạng xì ngẫu hết trơn à. Ngày qua thấy Bảy đăng lên là thấy hấp dẫn. Ngon lành luôn. Wow. Mọi người thấy wow. Muối đi. Ai nói không muối? Cá nhỏ đi. Đó, ai nói không muốn. Cò bắt miếng ăn vô, review vô cái cò. Áo luôn. Đó, ai nói không muối. Đó, trời ơi. Em làm muối ngàn đâu. Quá trời không. Nè. Đó. Bán chín tao ăn giùm nhẹ không? Ok, bán chín vậy ngon không? Bán vừa chín thì khô. Gái, gái lại còn muối này cho con nè. Kè đó, muối đó đó, lấy đường cho nó đi. Anh ra chia đủ cho anh thôi. Hai muối nè, ngon 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 ngon. Làm luôn ly. Ở Mỹ, ở Mỹ ba về bỏ vé ba về ăn sầu riêng đó. Quá trời muối luôn, không đâu ai nói không muối. Bỏ vé đi về ăn sầu riêng đó, mua vé đi về ăn sầu riêng. Thấy không? Cái này còn không? Dạ. Làm cái đó chắc hết đó chị. Dạ. Giờ tôi lẩm này luôn nha. Chị ăn đi. Thôi coi chín nữa khui. Dạ. Chị Hà mấy bao về ngó không nữa. Được mà, đi rồi ba đi, con dắt cho. Thấy không? Nó cái trái chút xíu à, không có muối đâu. Cái này mới ngọt hả? Trời ơi, năng đâu có nhiều. Mà em muốn ăn muối thôi. Vô đây, vô coi. Xe rồ này không có mặt lái á. Né ra con. Em muốn trà xanh. Đi vô mày lấy cho. Đây. Có ngồi trên này rồi. Sao quay đi. Rồi. Đi. Ăn cơm bên kia về phải không? Rồi. Rồi để mày lấy trà xanh cho Đăng nha. Trà xanh. Nè, Đăng tự lấy cái ly đi, Đăng bỏ vô cục đá. Đây ly nè. Rồi Đăng bỏ cục đá vô đi rồi Đăng chế nước vô uống. Ừ, một cục thôi. Uống trà xanh hay uống nước cam Đăng? Trà xanh đi. Đây, trà xanh đây. Nè. Rồi Đăng rắc nước ra uống đi. Em bé nhõng nhẽo. Chừng ai nó nói chị 4 tuổi rồi nó. Chậm nó. Anh mẹ nói ghét quá à. Trời con uống đi ống hút nào, ống hút hình như trong cái bọc này luôn nè nè. Nè nè. Thấy ăn chưa? Nấu ra gì để nấu, người nào người nấy để nấu, trời ơi. Để đậu đi không sao. Thôi, để đợi nấu vô che hết cái mặt. Không có che rồi. Chị Phụng, hello chị Phụng. Ôi, cởi cái áo mưa ra đi, chị để áo mưa. Đây, mà mấy chị đang selfie nha cả nhà. Anh Bi đang chụp hình selfie cho cả nhà. Leo leo lên làm gì? Làm mê thôi. Một, cầm lên nè. Hai, ba. Còn hết lửa hả con? Cái này nè. 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 Ui, ghê luôn. Đây các anh chị đang lựa sầu riêng nhìn rất vui luôn nha cả nhà. Nhưng mà bỏ con tép muốn bắt con tôm. Đây Bảy đẹp cũng đang phụ xách sầu riêng nha cả nhà.
Canh sáu thì chụp sầu riêng. Đây trên cây cao có ông thợ ra hái sầu riêng. Có trà xanh nước cam nữa. Này con đậu đẩy sầu riêng đẹp tay nữa nè. Con anh rất nhiều like. Có anh thợ đẩy sầu riêng nước ngoài về. Wow. Con đẩy xe qua đây thì bãi ra. Có sẵn chiến ở đây nè. Đây nè, đây luôn hả? À, sẵn chiến. Chém đủ chiến. Sầu riêng ở trên cao quá nên không có chụp được, hái thải xuống nước xong rồi vớt lên nha cả nhà. Wow. Dòng cà phê đê sữa. Đây anh xã đang vớt rồi. Nằm kêu để dễ về giúp phụ ra đâu rồi. Phụ lượn ngoài đóng sầu riêng rồi. Để kêu lần từ từ với cha gọng về. Tại đợt này chùa nên nghèo mấy hơn mấy đợt trước. Bà đó người ta cắt không cho, không cho ta cắt mà để chờ cho chân xịp hố về nè. Hái cây này nữa là xong nha cả nhà. Úc Liễu kết thúc video tại đây nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.